ta khiến cho họ thuận làm tất cả pháp lành khiến cho họ tu học tất cả kỹ nghệ nơi các thế gian mà làm lợi ích vì họ phân biệt đủ thứ các luận khiến cho họ sinh hoan hỉ khiến cho họ dần dần thành thục tùy thuận ngoại đạo vì họ nói thắng trí khiến cho dứt các kiến chấp khiến cho họ vào phật pháp cho đến tất cả cõi trời phạm thiên thuộc sắc giới ta cũng vì họ nói pháp cao siêu thù thắng như trong ba ngàn đại thiên thế giới này cho đến các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi Phật trong mười phương, ta đều vì họ nói Pháp Phật, Pháp Bồ Tát, Pháp Thanh Văn, Pháp Duyên Giác, Pháp Độc Giác, nói địa ngục, nói địa ngục chúng sinh, nói hướng về đường địa ngục, nói xúc sinh nói xúc sinh khác nhau nói xúc sinh thọ khổ nói hướng về đường xúc sinh nói diêm la vương thế gian nói diêm la vương thế gian khổ nói hướng về đường diêm la vương thế gian nói trời thế gian nói trời thế gian vui nói hướng về đường trời thế gian nói người thế gian nói người thế gian khổ vui nói hướng về đường người thế gian vì muốn khai hiền công đức bồ tát vì khiến cho họ xả lìa khổ hoạn sinh tử, vì khiến cho họ thấy biết người nhất thiết trí các diệu công đức, vì muốn khiến cho họ biết trong các cõi mê hoặc thọ khổ, vì khiến cho họ thấy biết pháp không chứa ngại, vì muốn khiến hiền bày tất cả nhân sinh khỏi của thế gian. Vì muốn hiển bày tất cả thế gian tịch diệt là vui, vì khiến cho chúng sinh xả bỏ các tưởng chấp, vì khiến cho họ chứng được Phật không nương tựa pháp, vì khiến cho họ vĩnh viễn diệt trừ các vòng phiền não, vì khiến cho họ chuyển được pháp luân của Như Lai, ta vì chúng sinh nói pháp như vậy. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn tu Bồ Tát hạnh thanh tịnh đến tất cả mọi nơi này, sức thần thông không nương không làm như các đại Bồ Tát đầy đủ tất cả thần thông tự tại đều có thể đến khắp tất cả cõi Phật, được bậc phổ nhãn đều nghe được tất cả âm thanh lời nói, vào khắp các pháp trí huệ tự tại không có trái nghịch đấu tranh dũng mãnh không sánh bằng dùng lưỡi rộng dài vang ra âm thanh bình đẳng, thân các ngài tốt đẹp. Đồng các Bồ Tát với các Như Lai rốt giáo không ai không có khác biệt, trí thân rộng lớn vào khắp ba đời, cảnh giới không bờ mé, đồng với hư không, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử ở hướng nam này có một cõi nước tên là Thâu Na, nước đó có thành tên là Ca Lăng Ca Lâm. Trong thành đó có vị tỳ kheo ni tên là Sư Tử Tần Thân. Người hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trường giả vô thượng thắng, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi.